Chú Bác Quốc xin gửi lời chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em nha. Thì video này thì bên em lại lên tiếp cho các bác những dòng sản phẩm đồng hồ cơ cổ nha bác nhé. Và những sản phẩm này thì bên em sẽ lên chi tiết cho các bác để các bác xem rõ ràng hơn về chất lượng sản phẩm cũng như là giá thành của sản phẩm nha. Thì hôm trước có một bác chốt hôm nay chốt mà do khách quen nên chốt không cọc, sau bác không lấy nên là còn lại nghe bác nhé. Thì hôm trước có rất nhiều bác hỏi cái con này nhưng mà em báo bán rồi. Đó, giờ thì còn lại thì bác nào cần thì liên hệ em nha. Các nào cần sản phẩm này thì alo lại cho em. Đấy. Giờ thì em sẽ cho dù quen hay là không quen nha bác nhé, cho dù khách mới hay là khách cũ mà các bác muốn lấy sản phẩm nào thì các bác cứ chi cọc cho em nha, cọc các bác cọc rồi các bác muốn để mấy ngày thì các bác để đó. Chứ em không có nhận chốt miệng cho tất cả các bác nữa nha. Chốt là phải có cọc, còn nếu mà không cọc thì em sẽ khai, thì các bác nào lấy thì lấy chuyển cọc lấy thì em sẽ bán cho bác đó, chứ em không có để lại nữa nha. Các bác lưu ý giúp em. Đó, cho dù quen hay lại cũng vậy nha. Để lại sau các bác xã các bác không lấy thì mấy người trước họ mua thì em đã thông, họ có nhu cầu muốn mua nhưng mà em thông báo là hết hàng thì nó lại là mất đi cái sản phẩm trong cho những người khác họ sử dụng nha. Đó. Thì đầu tiên thì em muốn lên cho bác con này luôn. Đó. Con này là con Senko Marvel. Đó. Bọc vàng rất là dày các bác nha. Bọc vàng chân càng và niềng. Chân càng niềng vàng. Còn mạch nó là mạch thái cực. Mạch thái cực bắc quái đen với hai màu là đen và đỏ nha các bác nha. Đó. Gồm cho những bác nào mà thích phong thủy đều rất là hợp lý. Này các bác nam tay nhỏ hoặc là nữ đều rất đẹp nha. Đó, dòng Senko S nha bác nha. Kim học trò, cọc học trò này 3692 này. Đó, kim cọc vàng cực kỳ là đẹp nha bác nha. Đấy, cọc nó là cọc nối nha bác, cọc nối rất là đẹp luôn. Nước vàng con này là còn cực đẹp này. Các bác nhìn nước vàng này, nước vàng mọc nha, mọc chưa qua spa, nó rất là đẹp luôn. Con này thì em đã lên da cho nó rồi, lên da cực kỳ là đẹp, da bò nha, có lên kiểu máy móc là bao xi nguyên bản đã lâu dầu căn chỉnh hoạt động hoàn hảo cho cả bác. Đấy là đáy SS nha, đáy SS nha bác nha, dòng Senko bọc và 14k Gold Fuel này bác. Nó có chuyện ở trên cái nắp đáy này. Đấy các bác nhìn nó đẹp chưa? Nó còn nguyên sớ luôn. Đấy đấy nó còn nguyên sớ luôn nha. Đó. Em cậy cái nắp đít con này đi chứ. Để cho các bác xem máy nha. Con này nó nắp nó rất là khít nha bác nhé, nắp nó rất là khít nên là nó không có chỗ nào để mình để tháo được cái nắp nữa. Thôi thì nói chung là mấy những con này đều đẹp hoàn hảo hết nha bác nhé, các bác yên tâm. Đó, em bao máy cho bác luôn. Đấy, Senko S bạc vàng 17 GVL bọc vàng 14k rất đẹp nha. Con này size nó là size 32 năm nha bác, size 32 năm. Con này thì em để giá là 3,2 triệu nha, size 32 năm, giá 3,2 triệu. Các bác nào chốt con này thì alo cho em nha. Em lên cho bác là con thứ hai. Con này thì em về ngày hôm qua. Em về ngày hôm qua nha, con Su mặt Phật trong tay nghìn mắt nha. Thì em ngày hôm qua em về hai con nha bác. Một con chạy bộ máy Citizen, còn một con này là chạy bộ máy Senko này,
con Citizen, chạy bộ máy Citizen này em bán rồi, thì còn lại con này thì các bác nào chốt thì alo này, hàng là cực đẹp, hai con giống y chang nhau, thì chạy bộ máy khác nhau của hai hãng, cũng đều là hãng của Nhật thôi. Đấy, dòng Senko thì nó nổi tiếng hơn. Đó, đẹp chưa các bác, nhìn được vàng nó đẹp long lanh. Và con này là đặc biệt, cái nữa là nó phiên bản kỷ niệm nha bác nha, phiên bản kỷ niệm gì mà nó nằm 962 này, nó có truyện chữ Nhật ở trên này, thì nói chung là mình không có biết tiếng Nhật, là chỉ biết nó là phiên bản kỷ niệm nằm 962 thôi đó. Và bọc vàng 20 microm toàn thân này bác, nước vàng là cực đẹp nha, nước vàng con này là cực kỳ là đẹp luôn. Đó. À, thấy bóng loáng luôn này bác, nước vàng quá đẹp. À, phía trước này nhìn đeo con này lên là nhìn nó như một khối vàng luôn, kim nó là kim cọc vàng luôn nha. Đó. Kim cọc vàng luôn nha, kim cọc ra vàng đó là bằng làm bằng thật luôn đó bác. Chân càng là còn nguyên bản hết này. Em soi rất là kỹ cho các bác xem, các bác cứ xem video ở trên, xem sản phẩm ở trên video này mà các bác chốt nha. Chứ nhiều lúc là các bác vào Zalo báo em chụp hình thì chụp thì lúc nhiều lúc là nó bị tối sáng, có nhiều cái chỗ các bác không thấy được, hoặc là nhiều chỗ nó bị tối đi thì nó không rõ đó. Còn ở video này thì em quay cực kỳ là rõ và chi tiết cho tất cả các bác nhìn, nó gọi là nó em zoom là gọi là zoom cận cảnh luôn cho tất cả các bác, nên các bác nhìn nó sẽ rõ ràng hơn đó. Rồi em sẽ thắng máy ra cho bác xem nha. Vâng, đó là bộ máy nó này bác, đó là bộ máy nó này, bộ máy Senko 21 VGL đó, để bộ máy 4-2 Senko 21 VGL nha. Hàng đẹp chưa, máy đẹp long lanh luôn nha. Đó, nước vàng nó này, nước vàng cực kỳ là đẹp, quá chắc luôn máy đó, các bác nhìn nó trói qua ánh sáng này, sáng bóng luôn nha bác. Yeah, quá đẹp nha, vàng bọc lớp vàng rất là chất lượng, nó cho này nó có truyện này bác, bọc vàng 20 micron này bác, nó có truyện trên nắp này. Đó. 20 micron này, gold fill đây chưa. Rất ok chưa, đẹp long lanh. Phom con này là siêu móng luôn đó chứ, phom siêu móng và ôm tay, nên là các bác đeo nó rất là đẹp nha. À, size lớn, size là size 36 nha, size 36 thì giá con này em vẫn để như giá con kia là 6.700.000 nha, 6.700.000. Các bác nào chốt con này thì alo cho em nha. Đây, hàng quá đẹp đó, hàng cực kỳ là đẹp luôn nha. Long lanh, phiên bản kỷ niệm. Rồi 6.700.000 dòng sản phẩm mạch sâu, anh em lên cần thì lên tay thì liên hệ cho Quốc Hùng. Lên cho bác là một con SS, con này thì của như là của dòng Senko luôn á. Con này để mời máy xem gì kinh tuần Senko luôn á, Senko Liner đấy. Đây một con SS Senko Liner này bác nhé, Senko Liner thân vỏ nó là SS nhé, mạch bên trong là mạch ho vanh chi tiết biểu tượng hình vẽ của dòng của Ai Cập đó bác, của Ai Cập đó. Đây này, hình con hươu này, rồi
Nói chung là mới thoáng qua nhìn thì nó giống như là chi tiết trong trong đồng của Việt Nam đấy, nhưng mà không phải nha bác nhá. Thì vì hàng này là hàng hàng nước ngoài nên là nó sẽ không có in hình cái chi tiết trong đồng Việt Nam đâu. Mà đây nhìn có nhìn này, nhìn biểu tượng này, thô dân da đó này, rồi con hươu này đó, các nhìn biểu tượng đó này, thấy chưa? Quá đẹp luôn, màu vàng bên trong rất là sang trọng nha bác. Đó, các bác nhìn nhìn cái mặt đồng hồ nó sang, còn cái nước SS nó thì nó còn sang bóng luôn nha bác nha. Nấm nó đây, nấm nấm đầu chùa này đó, ôm càng ôm tay luôn nha, siêu mỏng rất là đẹp nha bác nha. Này, tháo máy ra cho có xem luôn, tìm chỗ tháo máy này. Đây đó. Đó, bộ máy nó 23 GB, bộ máy 3140, cực đẹp chưa, sang tròn sang bóng luôn quá nha. Máy thì bên em đã lau dầu căng chỉnh hoàn hảo hết cho cả bác rồi, bác về vị trí việc sử dụng nha. Đó, máy cực đẹp của dòng Seiko ha. Đó, trên này thì nó cũng có triển này. Đấy, SS này, Seiko liner này. Đó, đẹp chưa, quá đẹp luôn nha. Con này thì đẹp xuất sắc nha bác nha, dòng SS Senko. Rồi các bác nào yêu thích con này thì alo cho em nha. À, con này thì nó có size là size 35, có size là 35 nha bác. Đó, size 35, mặt kho vanh cực đẹp nha. À, giá thì em để cho bác là 3.400.000, 3.400.000 con này nha. Đó, size 35, 3.400.000. Đây, size 35 nha, 3.4 triệu này. Đó, quá chốt con này thì chụp hình ghi lại, chụp hình gửi qua Zalo cho em nha. Đấy, lên cho bác là một con tiếp này, con thủy, con auto thủy nha bác nhé, auto thủy Boulevard Ambass, tiếng Anh này khó đọc lắm, không ra tiếng Anh lắm nha bác nhé. Boulevard Automatic, dòng thân đáy SS, dòng thân đáy SS nha. Con này là cực kỳ là chắc này, dòng cơ thủy thân đế cực đẹp. Đó, mặt xanh quân đội nha bác nha, mặt xanh quân đội có vân có sớ là hòn nha bác. Đấy, có sớ đó này, sớ dọc 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 từ trên xuống này. Đấy, quá đẹp luôn nha, con này auto. Đó, lách phát chạy nè bác. Đấy, kim chạy nha, trôi rất là mượt nha. Đó, auto của xe con này. À, có lên cốt phụ luôn nha bác nhé, auto lên cốt phụ. Auto lên cốt phụ nha bác nhé. Đó, quá đẹp. SS này, nhìn thân càng nó này, còn sáng bóng nha bác nhé. Đó, nấm là nấm zinc này, có chữ Boulevard, nấm zinc nha. Quá đẹp luôn. Rồi tháo tháo nắp cho bác xem máy này. Con này các bác nhìn bộ máy là các bác chỉ có phê thôi. Đấy, chỉ có phê thôi nha bác, chỉ có phê thôi chứ không 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 nói nên lời luôn. Đấy, Boulevard. Nói nhìn chưa? Boulevard này. Switch bú vàng mấy vàng hết nhé. Đó, bú vàng mấy vàng, các bác nhìn nó đẹp long lanh như thế này, cực kỳ, một
SS mà nó đẹp, là đẹp cực kỳ luôn nha bác Tranh, đẹp cực kỳ. Với bộ máy như thế này, giống như là cái bộ máy của dòng Bulova này thì nó giống như là bộ máy của Rado đẹp cực quá chắc, quá chắc. Các bác là chốt cái này thì về chơi thì quá ok luôn á. Cơ tự động lên có phụ nhá. Con này size đó là 35 năm nha bác nhá. Size 35 năm. Size 35 năm. Con này thì em để bác giá là 3 triệu 700 ngàn. Quá rẻ bác. Quá rẻ luôn. 3 triệu 700 nha. Size 35 năm. 3 triệu 700 ngàn. Đó. Ba mươi lăm năm 3 triệu 700 nha. Bác nào chốt con này thì chụp hình gửi em nha. Đó. Lên cho bác một con Senko đây, một con Senko Nhật này. Con này là con Senko Matic 30 GW. Đó, một lịch kim cọc vàng rất đẹp nha, mặt trắng trái ti. Đó, các bác nhìn nước vàng nó, nước vàng nó là phải gọi là bén ngót luôn, từng góc cạnh nha. Đấy, quá đẹp chưa? Đẹp cực kỳ nha bác, hàng nguyên mộc như thế này em quay rõ chi tiết nha, mặt rất đẹp. Con này lên bộ da nữa là bao chúng chỉ luôn á, bao đẹp luôn. Con này thì nó cũng móng rồi bác chứ, dòng Senko này nó móng. Đó, đáy cá heo này, đáy cá heo nha, đẹp cực kỳ nha bác nha. Dòng này cũng auto luôn mất, dòng này auto luôn. Đó, quá đẹp. Đẹp, mở máy cho bác xem. Đây, máy này, của máy của Senko này. Đó, 30 GW da bằng này. Máy nó sáng tròn luôn, sáng soi gương luôn á, rất đẹp nha. Đó, ba lăng vàng bú này, đẹp cực kỳ. Máy như thế này thì không chơi được, quá chơi gì. À, quá đẹp luôn nha. Cá heo Senko da băng. Con này thì size nó là size 35. Size 35 nha bác. Con này thì em để bác giá là 4 triệu 5. Size 35 4 triệu 500 ngàn. Cực kỳ là đẹp nha. Đó. Dòng Senko Matic. Senko Matic R. Rồi, một sản phẩm nữa đó là một con t-shirt. T-shirt con này chạy pin nha bác nhé. Con này là t-shirt pin. Chạy pin. Đó, bọc vàng là cực đẹp. Bọc vàng là cực đẹp nha, càng rất là dậy này. Đó. Vàng nó các bác nhìn nước vàng này. Mê chưa? Và con này phôm này là siêu móng, kim cọc học trò, t-shirt 1853 một lịch. Đấy, chạy cực kỳ là đúng giờ luôn á, chạy cực kỳ là đúng giờ luôn nha. Dòng pin thì các bạn, con này size 34 giá là 2 triệu mốt nha. Size 34 giá 2 triệu mốt, hàng trúng hàng của thị sĩ nha bác, trúng hàng của thị sĩ. Bọc vàng cực đẹp nha. Size 34 giá 2 triệu mốt nha. Quá đẹp. Các bác nào ngại chơi cơ thì lấy con t-shirt này về chơi này. Lên tay là cực kỳ là đẹp nha. Mấy pin lên tay là bao phê luôn, bao phê luôn nha bác. Lên tay rất là đẹp luôn, kim cọc học trò nhìn rất là dễ thương nha. Này nào nữ tay to đeo cũng đẹp này, size 34. Ok, lên sản phẩm cuối cùng. Sản phẩm cuối cùng trong video ngày hôm nay, một siêu phẩm đến từ hãng T-shirt Thị Sĩ. Đó, con này thì phải nói là anh em nào mà hệ
chơi đồng hồ mà hệ lên dầu với đồng hồ với cái hệ mà ba trâu á, thì anh em lấy con này, đó, nó như là một khối vàng đốc luôn, nó phải qua gọi là nó cực kỳ là, các bác nhìn này, nó giống y chang là một khối vàng đốc luôn bác. Con này nhưng mà con này là vàng bọc nha, vàng bọc đó, mà nhìn vào y chang là một cục vàng, nhìn nó chắc thật sự luôn bác. Con t-shirt đã lên ba trầu này, lên ba trầu này, đen đen này có thấy cái này, các bác là mà hệ nào muốn chơi ba trầu thì các bác để chơi, còn các bác nào mà không thích mua vàng sáng này, các bác lâu qua lâu sơ qua một cái là nó sẽ cho đi, các bác lấy cái nước chanh đó, thấm vào vải, các bác lâu sơ qua một cái là nó sáng cho lên đấy. T-shirt switch hai lịch nha bác chứ, thứ và lịch ngày góc 3 giờ automatic, quá đẹp nha, cọc cài đá đen nha, cọc cài đá đen, con t-shirt cực đẹp. Mở nắp cho bác xem cái máy nó, bác thở không đều luôn. Máy con này thì phải gọi là của máy 5 tầng cực đẹp, cực chất. Đấy. Đây, các bác nhìn bộ máy nó đây. Cỡ như cái con Bulova thì máy nó cũng không chịu nổi máy cái con này luôn bác, con t-shirt này. Đấy, chạy bộ máy 2591 này. Đấy. Đây, t-shirt này bác nha, t-shirt Switch này. Nó đánh nó in rất là nhỏ ở trong này. Búa là búa tránh nhưng mà máy là máy vàng. Có nhìn bộ máy nó chưa, bộ máy nó phải gọi là đánh cấp luôn, nhìn bộ máy này thớ không 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 ra hơi luôn á, đẹp quá đẹp, và cái bộ máy nó cực kỳ là dày dặn. Bác nhìn này, nhìn cái đồ nguyên chi tiết của máy này đó. Nó như thế này gọi là một, nếu mà đồng hồ thì cái bộ máy này gọi là bộ máy, một cái bộ máy cơ gọi là khổng lồ luôn á, nó cực kỳ là dày dặn và nó rất là đẹp luôn đó. Quá quá trời quá đất luôn á. Texas đấy, nói chung là trên này nó chuyển tầm bọc vàng 20 micron này, bọc vàng 20 micron này đấy, bọc vàng 20 micron mà nhìn nó giống như là vàng đúc, nhìn nó giống như là một cái khối vàng đấy. Tự động nha bác nhé, quá đẹp quá chắc luôn. Lên ba trầu, lên tay là con này, là lên tay là khối hoa chê luôn. Rồi con này size là 36 nhé, size 36 em đeo bác giá là 5,3 triệu, size 36 giá là 5,3 triệu nha, con t-shirt thì sĩ hai lịch mặc cực đẹp nha. Rồi các bác nào chốt thì alo cho em. Đó là tổng những sản phẩm mà em giới thiệu cho bác ngày hôm nay, cũng đã báo giá cho cả bác rồi, thì các bác nào có nhu cầu chốt sản phẩm nào thì liên hệ trong phòng nha em. Mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ trong phòng qua số điện thoại là 0363648707 là 0393110459, kết bạn Zalo, Facebook qua số đuôi 707 nha. Bác cần mã nào thì bác chụp hình ảnh màn hình lại và các bác gửi qua Zalo cho em. Đấy. Thì 2467 con nha, 2467 con. Đều là những dòng đánh cấp của Thụy Sĩ và Nhật hết nha bác nha. Rồi em cảm ơn tất cả bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại tất cả bác ở video sau nha. Em xin chào và hẹn gặp lại.